Bản tin quân sự thế giới hôm nay có những thông tin nổi bật sau. 150 máy bay chiến đấu của khối quân sự phương Tây đã được điều động tới sát biên giới Nga, mục đích nhằm gửi tín hiệu tới Điện Kremlin. Đức đang xúc tiến kế hoạch mua hệ thống chống tên lửa đạn đạo Arrow-3 của Israel trị giá 4,3 tỷ đô la Mỹ. Chính phủ Canada xác nhận kế hoạch sẽ chuyển cho Ukraine máy bay vận tải Antonov-124 tịch thu của Nga. Mỹ đang chịu áp lực phải hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân và vạch ra kế hoạch chiếc ô hạt nhân mở rộng cùng kế hoạch dự phòng. Sau đây là nội dung chi tiết. Liên minh quân sự NATO đã tổ chức một trong những cuộc tập trận không quân lớn nhất lịch sử tại Phần Lan. Được biết, 150 máy bay chiến đấu của khối quân sự phương Tây đã được điều động tới sát biên giới Nga, mục đích nhằm gửi tín hiệu tới Điện Kremlin, tạp chí 1945 cho biết. Như tờ báo Mỹ lưu ý, mặc dù Phần Lan chỉ mới gia nhập NATO gần đây, nhưng Liên minh đã quyết định tổ chức một trong những cuộc tập trận không quân lớn nhất lịch sử ở đất nước này. Trong khuôn khổ sự kiện mang tên Thử thách Bắc Cực 23, 150 máy bay chiến đấu của NATO đã được đưa lên bầu trời. Chúng di chuyển từ Tây sang Đông, hướng tới sát thành phố Saint Petersburg, chỉ quay đầu khi còn vài cây em nữa là đến không phận Liên bang Nga. 150 máy bay của NATO đã được huấn luyện cho tình huống tác chiến ngay bên cạnh nước Nga. Cuộc tập trận này rõ ràng là lời cảnh báo gửi tới Moscow. Không quân NATO đã huy động một lực lượng rất hùng hậu. Nhiều loại máy bay chiến đấu của NATO đã tham gia cuộc diễn tập, bao gồm F-35 Lightning II, F-16 Fighting Falcon, JAS-39 Gripen, F-A-18 Hornet, Eurofighter Typhoon, Dassault Mirage, Rafale F-3A, F-15 Sky Eagle. Ngoài ra còn có sự tham gia của nhiều loại máy bay vận tải và máy bay tiếp dầu như EADS-C-295, KC-135 Stratotanker, Airbus CC-150 Polaris. Trước diễn biến trên, giới chức quân sự Mỹ hy vọng rằng điều này sẽ làm tăng đáng kể khả năng chiến đấu của hàng không các quốc gia thành viên NATO, đặc biệt là ở khu vực phía Bắc. Không chỉ riêng lãnh thổ Phần Lan, không phận các nước Baltic và Na Uy cũng được sử dụng trong cuộc diễn tập. Đáng chú ý hơn, Thụy Điển mặc dù chưa phải là thành viên của NATO nhưng cũng tham gia. Hiện tại, phía Nga cho biết họ sẽ theo dõi sự kiện trên một cách nghiêm túc và sẵn sàng đáp trả nếu có hành vi vượt quá giới hạn. Đức đang xúc tiến kế hoạch mua hệ thống chống tên lửa đạn đạo Arrow-3 của Israel trị giá 4,3 tỷ đô la Mỹ. Bộ Tài chính Đức đã gửi đề nghị tới Quốc hội Liên bang chấp thuận khoản tạm ứng lên đến 600 triệu đô la Mỹ để đảm bảo thỏa thuận giữa Berlin với chính phủ Israel vào cuối năm nay. Tháng 4 vừa qua, hai nhà lãnh đạo Đức và Israel đã nhất trí tiến hành các cuộc đàm phán cường độ cao nhằm thúc đẩy thương vụ này và đang chờ khoản đặt cọc để tiến tới ký hợp đồng chính thức. Arrow-3 cho phép đánh chặn tên lửa đạn đạo ngay ở ngoài bầu khí quyển trái đất hoặc chủ động đánh chặn các đầu đạn hạt nhân, sinh học, hóa học hay đầu đạn thông thường ngay gần vị trí phóng của các loại vũ khí này. Trong thông cáo ngày 10 tháng 6, chính phủ Canada cho biết, máy bay vận tải Antonov An-124 của hãng hàng không Nga Vanguard Airlines bị tịch thu đang đậu tại sân bay Pearson, thành phố Toronto. Canada tuyên bố, việc thu giữ tài sản quan trọng này là bước đầu tiên trong hành động của chính phủ Canada trong chính sách tịch thu tài sản nhằm gây sức ép lên Nga. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Canada Omar Angabre nhấn mạnh, chúng tôi luôn sát cánh với người Ukraine và sẽ thực hiện bất cứ biện pháp nào cần thiết, kể cả việc tịch thu tài sản để gây sức ép cho Nga. Chiếc An-124 bị tịch thu vốn được chính phủ Canada thuê của Vanguard Airlines để vận chuyển lô hàng xét nghiệm COVID-19 từ Trung Quốc. Máy bay này hạ cánh xuống Toronto ngày 27 tháng 2 năm 2022, chỉ vài giờ trước khi Canada đóng cửa không phận với tất cả máy bay của Nga để đáp trả việc Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Phát biểu tại cuộc họp báo trong chuyến thăm bất ngờ tới thủ đô Kiev của Ukraine hôm 10 tháng 6, Thủ tướng Canada Justin Trudeau xác nhận, sau khi tịch thu máy bay thuộc sở hữu của Nga, chúng tôi đang bắt đầu quá trình chuyển giao phương tiện này cho Ukraine, để Nga không bao giờ có thể sử dụng nó hỗ trợ cho chiến dịch quân sự của họ. Trong chuyến thăm này, ông Trudeau cũng công bố gói viện trợ quân sự 375 triệu đô la Mỹ dành cho Ukraine. Tuy nhiên, ông không nêu chi tiết gói viện trợ. Kể từ tháng 2 năm 2022 đến nay, Canada đã cam kết viện trợ khoảng 8 tỷ đô la Mỹ cho Kiev. Trong khi đó, Canada cũng áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân, tổ chức của Nga. Tờ South China Morning Post ngày 9 tháng 6 dẫn lời một quan chức cấp cao Lầu Năm Góc cho biết Mỹ đang chịu áp lực phải hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân và vạch ra kế hoạch chiếc ô hạt nhân mở rộng cùng kế hoạch dự phòng. Và nguyên nhân là do Trung Quốc và Triều Tiên tăng đáng kể năng lực vũ khí hạt nhân, theo ông Eli Radner, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách các vấn đề an ninh ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ. Năm ngoái, Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra báo cáo cho rằng Trung Quốc có thể sở hữu đến 1.500 đầu đạn hạt nhân vào năm 2035, dù sau đó Bắc Kinh bác bỏ. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, Thụy Điển, ước tính Nga có 5.977 đầu đạn hạt nhân, còn Mỹ có 5.428 đầu đạn hạt nhân. Ông Radner nói,
không có gì bí mật về việc quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đang hiện đại hóa lớn về hạt nhân. Đảm bảo năng lực cần thiết để duy trì răn đe vẫn là ưu tiên của Mỹ, khi điều này liên quan các đồng minh và đối tác. Một trụ cột để đối phó với tình hình ở Đông Bắc Á là tài trợ cho quá trình hiện đại hóa hạt nhân của Mỹ. Vào năm 2021, Văn phòng Ngân sách Quốc hội ước tính rằng Washington sẽ chi 634 tỷ đô la Mỹ trong thập niên tới để nâng cấp kho vũ khí hạt nhân của Mỹ, tăng 28% so với dự báo 10 năm trước đó. Các dự án bao gồm việc tiếp tục phát triển đầu đạn hạt nhân đương lượng nổ thấp W-76-2 mới cho một số tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, và phát triển một tên lửa hành trình hạt nhân mới phóng từ tàu ngầm. Ông Ratner nói thêm về các ưu tiên hạt nhân khác, đặc biệt là liên quan Triều Tiên, bao gồm tăng cường các phản ứng tiềm năng đối phó động thái của Bình Nhưỡng và mở rộng khả năng răn đe ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cùng với Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc và các quốc gia khác mà Mỹ đang mở rộng chiếc ô hạt nhân trong khu vực. Quan chức này bày tỏ sự tin tưởng rằng việc chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden tập trung vào các đồng minh và đối tác đã tỏ ra có hiệu quả trong việc đối phó sự hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc. Chưa có phản ứng từ Trung Quốc và Triều Tiên về phát biểu của ông Ratner. Tôi là Nam Phong và Vũ Nga Hằng, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.